Mình trở lại trong series Bách Khoa Về Đêm đây. Lớp mình học gần hết rồi, còn có 5 người thôi. Đây là An nhá. An là kỹ sư Vin nhá. Việt là kỹ sư Canon nhá. S450 lại còn trước 30 tuổi. Đây, Tuấn là kỹ sư Nissan này. Việt là Sunhouse. Live stream nhá. Này.